Rẻ ở trên cây có múi thì hiện tại nó sẽ có hai loại rẻ, một là rẻ lát và hai là rẻ lòi. Thì đây là nó thuộc dạng rẻ lòi nha quý bà con. Cái rẻ này là do nấm, thì hiện tại vô cái mùa mưa bão nên là nó bị rất là nhiều và khả năng lây lan nó rất là cao. Nếu vườn nào mà quý bà con chúng ta đã bị rồi thì chúng ta chỉ chặn đứng lại không trị được, tại vì nếu trị rồi thì nó cũng đã để lại cái vết bệnh ở trên cái cây. Thì khi mà chúng ta chặn đứng lại rồi, nếu mà vườn cam quý bà con chúng ta bị nhiều thì chúng ta tiến hành chúng ta xả bỏ những cái trái mà quá bị rễ nhiều, hoặc là chúng ta xả những nhành đầu. Rồi khi sau khi mà qua cái cơn bão thời tiết nó ổn định rồi thì quý bà con chúng ta phun thuốc để làm sao cho nó rễ này nó bung ra, để cho cái dàn cho cái trái nói chung là nó hơi sáng hơi đẹp lại thôi, cho nó không được như lúc đầu. Thì cái biện pháp để phòng ngừa thì quý bà con chúng ta phải chú ý, đây là rễ do nấm, và đặc biệt là cái nấm này là nó rất là khó trị. Quý bà con chúng ta